SBTC Esports. Phải, chúng ta đang nói đến nhà vô địch của Icon CDC mùa hè khu vực Việt Nam vừa qua. SBTC luôn là cái tên đem đến sự chú ý cho người hâm mộ thể thao điện tử Việt Nam. Ngay cả sự xuất hiện của họ trong giải đấu Icon CDC với dàn hảo thủ hàng đầu cũng khiến cho người hâm mộ cảm thấy phấn khích và tin tưởng vào một chức vô địch từ khi giải còn chưa bắt đầu. Vào cuối năm 2020 thì em biết được đến con game tốc chiến. Thì em quyết định là muốn thành lập một team để em dẫn dắt một nhóm các bạn có đam mê thi đấu bộ môn ở bộ môn này để tiến xa hơn ở các đấu trường trong tương lai. Thì với việc như vậy thì em bắt đầu là đi tìm từng người một. Thì em tìm được TF và Yurego trước, sau đó đến Akeno và Kiro, cuối cùng là T3 và Yuli để hoàn thành vô cái đội hình của em hiện tại. Thì có được bộ khung đó thì em ban đầu em luôn luôn tự tin về kỹ năng của team em. Nhưng mà về những cái sự thể hiện ở cái vòng bảng này á, đã chứng minh được một điều rằng là team em là chưa có một cái đầu tàu mà tạo ra tiếng nói chung cho toàn bộ team. Thì khi đó là nhờ có ban lãnh đạo là anh Tú đã thuyết phục được anh Hiro là huấn luyện viên hiện tại về là người mà chỉ dẫn bọn em và là người mà tạo ra tiếng nói chung cho các bạn. Với một line-up dày dặn kinh nghiệm, có kỹ năng và chất lượng hàng đầu, nhưng SBTC đã có một mùa giải không hề dễ dàng tí nào. Họ khởi đầu mùa giải với 2 chiến thắng và sau đó là những trận đấu với phong độ trôi sụp. Thậm chí, có lúc họ đã phải rời khỏi top 4. Vào lúc đó, SBTC vẫn đang loay hoay với việc tìm ra đâu là đội hình mạnh nhất của mình. Họ liên tục phản đổi giữa Minas và Yunero cho vị trí đường Baron, thử khá nhiều đội hình với những chức tướng khác nhau cho đường giữa và hỗ trợ của họ. Nhưng kết quả cũng không đem lại quá nhiều khác biệt. Bởi trong từng ván thi đấu, những hạt sạn trong lối chơi với từng cá nhân luôn hiện rõ. Chính bản thân SBTC lúc đó mới là vật cản họ tới những trận thắng. Ở trận chung kết, team mình gặp Game Home mà trận đó team mình đã làm không tốt. Và sau cái trận đấu đó thì team mình đã cãi nhau rất là nhiều. Và có một điều tốt là team mình đã giải quyết được cái mâu thuẫn nội bộ mà team tiếp tục đi lên và có được thành tích như bây giờ. Khi mà ở vòng loại á, team mình được đánh giá rất là cao và bọn mình cũng rất là tự tin có thể vượt qua được cái vòng loại một cách rất là dễ dàng, không tốn nhiều sức lại thời gian cho lắm. Do bọn mình quá chủ quan nên khi bước vào trận chung kết gặp Game Home thì bọn mình đã bị sảy chân trước họ. Mặc dù trước đó là mình chưa hề thua Game Home ở bất kỳ bán đấu nào hết, thì trận thua đó là ảnh hưởng rất là lớn với tinh thần của team mình. Để chiến thắng thì tỏa sáng cá nhân đôi khi vẫn là chưa đủ. SBTC cần phải học cách tin tưởng lẫn nhau. Mỗi thành viên SBTC đều có một cái tôi lớn, nhưng điều đó không lớn bằng một mục đích chung mà họ đều đang hướng tới. Bằng chứng là sự lột xác đáng kinh ngạc của họ ở vòng playoff Icon CDC. Là những thành viên đã từng là game thủ chuyên nghiệp rồi á, nên kiểu như cái tôi của mình cũng khá là cao. Nên lúc đầu khi mà nói chuyện với nhau, sau những trận thắng thì không nói gì rồi, nhưng mà sau những trận thua á, thì bọn mình kiểu phải nói chuyện với nhau cũng khá là khó khăn. Lúc đầu á, không ai nghe ai cả, nhưng mà lúc về sau á, bọn mình mới hiểu ra là cái tôi nó không quan trọng bằng cái mục tiêu chung của cái team. Giai đoạn vòng playoff là sự đổi thay hoàn toàn của SBTC với sự bổ sung nhân sự ở vị trí huấn luyện viên. Hiro tham gia SBTC với vị trí huấn luyện viên, nhưng gần gũi hơn, có lẽ anh giống như một người anh lớn trong căn nhà của những chú gà xanh. Anh ấy là người kết nối những mảnh ghép vẫn đang cần được mài dũa ở SBTC để tạo ra một bức tranh hoàn hảo. Em, trước khi em tới cái team này á, thứ nhất là em nhìn vô những cái em gọi là nó tưởng như người em gọi là mấy đứa nhỏ em coi là em của em đi, thì em đã từng làm game thủ rồi cho nên em biết được những cái cảm xúc này, những cái giai đoạn và những cái gì mà tụi nó cần. Thì mục đích của em tới là chỉ có giúp tụi nó thôi, nhưng mà song song đó thì giúp tụi nó thì em phải có mục tiêu cụ thể. Mục tiêu của em với lại team á thì cùng với tất cả các bạn ở đây đi, những con người ở đây thì may mắn tới với nhau thôi, thì tiện cái mình có cái niềm tin là mình muốn trở thành đội dẫn đầu trong cái bộ môn tốc chiến này tại Việt Nam, và mình muốn cái gì đó trên đấu trường quốc tế nữa mà mình đang cố gắng thực hiện. Anh Hiro vào team cũng một phần là giúp tụi em có thể đoàn kết với nhau hơn, em nghĩ là và khá là tốt. Thời điểm anh Hiro vô cũng là một thời điểm
thích hợp để cho tụi em có thể đoàn kết lại với nhau và chơi chung với nhau, gắn bó với nhau và đánh layup tốt hơn và dẫn tới kết quả là tụi em thắng được chung cuộc. SBTC ở vòng playoff đã thể hiện đúng những gì mà họ có. Thi đấu áp đảo, chắc chắn và cực kỳ lạnh lùng. Không còn mắc những lỗi đi lẹ hay bị hạ gục vì quá tự tin như trước. Minas quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nghiền nát mọi đối thủ ở khu vực đường của mình. TF vô cùng sắc sảo với từng pha găng và thêm cả xạ thủ Kira quá bản lĩnh và tự tin trong từng pha giao tranh. Tìm được tiếng nói chung, học được cách tin tưởng lẫn nhau và với những gì mà họ có sẵn, SBTC đang có được phong độ tốt hơn bao giờ hết. Ngay vào thời điểm này, họ đã sẵn sàng để chinh phục chặng đường tiếp theo, đó là Summer Super Cup và thậm chí là còn xa hơn thế nữa. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon Series.